Shop Việt Trần Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của Shop Việt Trần Radio. Góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ. Theo đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất shop Vân Hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay em Vân Hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn chiếc âm ly mới về tại shop ngày hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2022. Chiếc âm ly Luckman L505U. Đây là một model quen thuộc tại Vietjet Radio. Tuy nhiên ngày hôm nay em tiếp tục về được sản phẩm Luckman L505U Gold phiên bản full book thùng xốp. Và đặc biệt nó là phiên bản Gold, một phiên bản rất đáng để anh em sưu tầm cũng như lựa chọn chơi trải nghiệm. Chiếc âm ly Luckman 505U Gold là phiên bản được sản xuất khá là giới hạn và nó không có mặt quá nhiều trên thị trường như phiên bản Sliver, vì vậy luôn được anh em săn tìm và sưu tầm rất nhiều. Thì hàng năm em cũng chỉ về được vài sản phẩm để phục vụ quý vị và các bạn, và đặc biệt hơn sản phẩm full book thì nó ngày càng hiếm. Thì em có về được ngày hôm nay một sản phẩm tuyệt đẹp để giới thiệu tới quý vị và bạn chơi và trải nghiệm cũng như sưu tầm chiếc âm ly này. Sau đây mời quý vị và bạn cùng em mở thùng để quan sát máy cũng như phía bên trong của sản phẩm. Em sẽ mở nắp đây. Thùng thì nó sẽ là thùng zin và nó sẽ có hai lớp bìa cắt tông. Sản phẩm hàng xuất siêu thị của Nhật Bản. Mời anh em quan sát sang phía bên này. Đó. Thì đây là phía bên trong của sản phẩm để anh em cùng quan sát. Đó, thì phía bên trong thì sẽ có một lớp chống sốc này. Rồi chúng ta sẽ có một túi là cái phong bì xuất xưởng như xuất siêu thị series máy nằm trong cái bao này. Đây, chúng ta có điều khiển zin theo máy này. Rồi, máy được chèn rất là kỹ bởi những cái chống sốc của Nhật. Đó, chúng ta có một cuốn catalog ở đây của model là Luckman L505U, hướng dẫn sử dụng đi kèm. Rồi tiếp theo nữa ở đây em rút cái chống sốc này ra thì chúng ta sẽ có gì. Đó, đây là bề mặt của máy này, đây là phía sau này, được chèn rất là cẩn thận. Đó, chúng ta có dây nguồn zin theo máy. Rồi em sẽ nhấc máy lên để anh em cùng quan sát hình thức bên trong nhé. Thì sau khi nhấc xong thì chúng ta sẽ có hai cái khối xốp hai bên này, bằng một cái lớp ở đây là lớp áo của cái âm ly Luckman L505U Gold đây. Thì em sẽ bỏ ra để em cùng dễ dàng quan sát hơn. Và đây, là sản phẩm được quý vị và bạn đáng để chơi, đáng để trải nghiệm. Một chiếc âm ly tuyệt đẹp, đẹp phải 99%. Giới thiệu tới quý vị và bạn chiếc âm ly Luckman L505U Gold. Đó, hình thức bên ngoài tuyệt đẹp xuất sắc luôn. Một sản phẩm mới gần như 99%. Đó, nút ấn công tắc nguồn sáng choang cực đẹp. Đó, nắp rất là đẹp, kể cả phía sau cũng không có điểm gì để chê.
Đó. Đó. Phía sau anh em cũng quan sát rất đẹp, rất mới luôn, gần như chưa sử dụng. Và cái đặc điểm lưu ý nữa em giới thiệu tới quý vị và bạn thì ở đây chúng ta có series của máy là Lucman 505U, và series theo thùng là I90100413B, sản phẩm Made in Japan. Thì series máy là như vậy và series thùng cũng đúng theo series như vậy, I90100 00413B. Đó, sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản và có nguồn điện 100V GA. Đó, và cái tem hầm mã vạch là dòng L505G. Đó, đây là một cái tem bóc siêu. Và đây là sản phẩm mới về tại Vietjet Audio, tuyệt đẹp xuất sắc, sự gửi tới quý vị và bạn. Và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn vui ghép miễn phí như giao lưu các sản phẩm audio, mời em liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển, hoặc có thể trực tiếp qua số em trải nghiệm. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.